Cây này có phải là cây thị không? Thì mình không có trồng nên mình không có biết. Nhưng mà à, trời quả nó lớn ghê. Đây mọi người cùng với gia đình Mỹ Linh coi chợ trời ngày sáng chủ nhật. Hầu như các thành phố đều có chợ trời. Quả ở đây à, quần áo à, này quần áo fan sari là hàng 10 hô 12 15 hô 25 hô tùy loại. Bánh mứt, bánh mì, đây bánh trứng, đây bao nhiêu? 16 đồng 90 một ký. Chín hô cũng tương đương gần 9 đô la đó. Mình coi đồ ăn làm sẵn đây. À, sẽ khoai dây là bò xíu của Tây. Bò xíu đang cắt loại bánh mì. Chị phá hôm qua nó. À đây ta lấy xong còn xíu không? Cũng lớn. 5 mèo hô 3 quả bán rẻ ở ngoài chợ nhiều. Chợ rồi hôm qua bao nhiêu một ký? 4 đồng 8 một ký luôn. À, sơ ri nhìn ngon quá. Xanh sông tam được sơ ri giờ. Merci. Tùy mỗi gian hàng nó bán giá khác nhau. Nhưng mình người bán hàng nhiều khi người ta thích mình thì dễ thương á, nhiều khi người ta bán người ta cũng thường là 1 giờ chiều á thì nó bắt đầu hạ giá 1 giờ trước giờ đóng cửa. Thì mình có thể mua rẻ 10 euro một giá 10 euro là 250 ngàn. À. Đây đồ ăn la nè. Cui pés, mực dồn nè, thịt. C'est le nain, c'est ça? D'accord. Et ça, c'est le chef nain? Toujours le chef. C'est lui qui lui donne à manger alors. Et celui-là, il vient pas plus loin. Ouais, c'est la moyenne. Est-ce que ça vous dit un petit paquet pour les élèves? Họ bán kẹo quảng cáo. Chú là dạ.